Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thôi mà chào các Tường, anh Đăng Bảo. Ngồi đi hai bạn. Thôi con gấu gì đây, gấu tình yêu gì đây? Rồi, trước tiên là hai bạn giới thiệu về mình trước đi ha. Em xin chào chị Cát Tường và anh Đăng Bảo. Em Nguyễn Thị Lệ Quyên, năm nay 35 tuổi, sống ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Em làm thợ tóc. Chào chị Cát Tường và anh Đăng Bảo. Em là Nguyễn Tấn Hải, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em là kỹ thuật viên cơ khí. Ở Bình Dương với Đồng Nai hả? Nhà ảnh lên em tới 80 cây số là 80 cây số. Lần đầu tiên quen nhau là năm 2008 á. 2008? Ủa? Là quen tới đây là cũng 10 năm rồi đó hả? Wow. Hồi xưa là em làm ở Bình Dương á, quản lý công trường á. Thì thời điểm đó bận biểu lắm, thì em có gọi một cuộc điện thoại, nói chung là gọi nhầm số. Lịch có số mà, chúng chị này nè. Gọi cho em, tại vì lúc đó mới có điện thoại nữa, thấy số lạ, gọi bắt máy, cái tự nhiên nó kêu: "Chị ơi, kêu ông xã chị chiều đi họp nha." Em nói dạ, tao lộn số và cũng dạ nữa. Tại lúc đó đang cũng ngồi may, em ngồi may hồi đó ở nhà thì may đồ trước mới gia công á. Cái chiều đâu khoảng 2:30 ba giờ không lên, điện lần nữa. Em nói dạ dạ, em kêu ông xã em đi rồi. Nói rồi bà cũng ác nữa. Em nói ủa không thấy tới. Ông gọi lại nữa, ông kêu chắc đang đi trên đường á. Nói vậy tới chiều không thấy. Ông điện lại em chửi. Chửi? Chửi sao? Ông nói em con gái vô duyên. Em nói con gái thì tôi có chồng vô duyên gì. Em nói vậy đó. Cái nó lộn số thì mới nói người ta biết chứ lộn số rồi. Cái công việc người ta quan trọng, bà này cũng ác thiệt. Thì đó, vậy vậy em không có nghĩ vậy. Ông kêu họp, nghĩ họp thường thôi mình. Chắc lúc đó mới mua điện thoại, thấy có người gọi nói chuyện sướng quá. Thì đúng rồi, vui, lúc đó mới mua điện thoại. Rồi sau đó làm sao mà tự nhiên cái hai người gặp nhau? Thì cứ về nhà thì anh nhắn tin qua lại. Ủa sao anh chửi em rồi mà anh còn nhắn tin qua lại chi vậy? Lúc đó làm sao anh, lúc đó cảm giác mà anh bị cô này ba lần gạt anh như vậy thì cảm giác anh như thế nào? Thì thấy bà này nói chuyện thấy cũng xạo xạo hay sao á, kệ mình cũng nhắn tin, tại lúc đó làm công trường á cũng buồn chị. Có người xạo xạo đỡ buồn thôi. Tôi cứ thấy là tám thôi. Rồi cuối cùng là bao lâu thì mới là gặp mặt nhau trực tiếp? Ngày 19 tháng 9 năm 2010. Trời đất ơi, một cuộc điện thoại định mệnh là gọi lộn số mà 2 năm sau mới gặp mặt nhau. Dạ. Có nói chuyện liên lạc không điện gặp. Thoại không gặp mặt. Nhưng mà nói chuyện là kiểu như có thả thính anh, trong điện anh thoại thì chưa? Có vẻ là cô em, nhưng mà em kiểu là bạn bè thôi. Tại vì nói chuyện không chưa thấy mặt nữa. Nên là mình không có kiểu như yêu đương gì mình đó. Mình không có xài công nghệ gì để mà có, nhìn mặt. Có, cái sau thời này... điểm đó là lên mạng chat Yahoo chị. Thấy mặt nhau là hẹn gặp nhau đâu. Ở nhà thờ Nam Hải, quận 8 á. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Ấn tượng thì thấy cũng dễ thương, mập mạp mà. Lúc đó cũng, vậy cũng mập y chang vậy. Trời ơi, lúc trên Yahoo thì thấy hình ông trắng trẻo cũng được được chút. Xong rồi lúc gặp thì em sợ, sợ tại gia đình nhà em khó lắm. Nên là gặp ổng cái là em phải ví dụ như đi dọc đường đây, đi thẳng đây là gặp mặt ổng rồi. Mày không đi, ổng đi vòng đường sau để coi ngứa ổng làm sao sao đã mới cho vô nhà. Chứ không nhìn không mấy là không có cho vô nhà. Ủa hẹn ơi, gặp ở nhà em hả? Gặp nhà thờ. Hẹn gặp nhà thờ. Dạ, hẹn gặp nhà thờ. Xong mà em không đi đường vòng này mà em đi đường vòng sau để thấy ổng trước, không để cho ổng thấy mình trước. Để thấy còn không được chùn luôn. Không có, không có. Chủ yếu vậy nè, em bận nó dựng đồ nó thường thường thôi mà nóng kiểu có lắm. Để người ta thấy mình coi vậy người ta có thích mình không chứ đừng chân diện lên quá. Em thấy như vậy nhưng mà hên cái ổng thấy vậy cái ổng thương. Ổng chịu, ổng chấp nhận. Lần đầu tiên gặp mặt là chịu luôn hả? Không, là mình đã xác định gặp người ta sao mình cũng phải chấp nhận thôi chứ đâu. Ấn tượng em gặp ảnh đầu tiên là chịu chưa? Có ưng chưa? Chưa đâu. Nhưng mà cảm tình ổng á là chỉ con gấu này thôi. Mà mê gấu lắm. Nói trong đầu em nghĩ ai mà không thương mình mà tặng có ông bông mình cũng thương nữa. Mình nghĩ vậy đó. Cái hên ngày gặp mặt ổng cái ổng lên ổng tặng em này. Chúng ý luôn. Chúng ý luôn. Còn nụ hôn đầu tiên? Hôm đầu tiên chắc 6 tháng sau chị. Tại vì em với ổng là 2 tháng mới gặp nhau một lần. Tôi xa mà chị. Hai tháng mới gặp nhau một lần. Với lại mẹ em khó nữa nên không có gặp nhau thường xuyên. Chỉ quen nhau nói chung là mẹ cho đi lễ nhà thờ xong rồi về nhà thôi. Chứ không có cho đi chơi như người ta. Bà hiện tại tới bây giờ vẫn yêu xa như vậy luôn? Dạ. Tin tưởng nhau thôi chị. Nói chung là yêu nhau phải tin tưởng nhau. Như hôm nay là cũng có gia đình của em đi theo ủng hộ đúng không? Dạ, có chị gái em với em trai. Xin chào anh chị. Anh chị khi mà nghe câu chuyện của hai bạn này xong anh chị thấy như thế nào ạ? Lúc mà Quyên dắt Hải về
để mà ra mắt cái gia đình á. Thì nói chung là gia đình lần đầu tiên gặp Hải thì cũng có cảm tình với Hải, tại vì Hải nhìn thấy Hải cái vẻ bề ngoài Hải nó hơi nó hiền, với cách năng nói của Hải thì thật thà. Với công việc của Hải lúc đó cũng ổn định cho nên là gia đình cũng không có phản đối gì hết. Gia đình cũng vui vẻ chấp nhận. Quen nhau bao nhiêu năm là rất là nhiều câu chuyện, có cái câu chuyện dở khóc dở cười nào kể cho mọi người. Trời ơi, em nói 8 tháng 3 ông đi xe lên mà em ngồi ở nhà, em có hai đứa cháu, em nói chứ thấy ông cầm bó hoa đi ở ngoài đi vô, tưởng tặng mình ấy, xu xíu. Chú Hải tặng hoa cho Tư kìa. Ra cái ông nói đâu tặng em đâu, tặng mẹ mà, em đâu phải phụ nữ. Rồi chứ em phụ nữ em là gì? Em chưa chồng. Không nói em vậy. Không tặng luôn. Đó là anh đã tặng cho em rồi. Ý là anh nói tới 14 tháng 2 á là anh tặng cái đồng hồ này cho em rồi. Nên là cái 8 tháng 3 là để tặng cho tặng mẹ. Chứ không có tặng em. Rồi hai bạn có ghen tuông gì, có khi nào có hình cái bóng dáng người thứ ba xuất hiện để mà sức mẻ hạnh nên cái tình cảm không? Cái vấn đề quen lâu trên xe nó cũng có nhiều lúc đúng rồi. Khó khăn lắm. Khó khăn chứ. Nên em giờ hiện làm quản lý công ty á thì cũng có nhiều nữ á. Lúc cũng hay nhắn tin nói chuyện này nọ. Chứ ổng á thì vậy nè chị, ổng ai nhờ giả gì cũng làm. Em kêu anh cũng làm, người khác chị Tường kêu anh cũng làm. Mà làm việc nhiệt tình lắm nha, chứ làm riết người ta tưởng là hả ổng thương người ta luôn. Cái người phụ nữ đó lại thương ổng. Đó rồi ổng mà giờ muốn nói thì không nói được chị. Đó em thì không thích vậy, thí dụ như cái tình cảm tình yêu là tình yêu đâu đó rõ ràng. Đỉnh điểm là có cãi vã hay có gì đó mà bạn gái rồi chia tay, nhưng mà em cũng có giải thích thôi. Bao lâu thì mình bình tĩnh trở lại? Giận cũng mấy tháng thôi mà. Không. Giận mà cũng giận chứ cũng nhắn tin. Nói chung là xưa không xài Facebook mà em cũng ngu, nói chung là ngu xài Facebook này kia lắm. Lúc mà hai đứa giận nhau rồi không xài, không giấu em. Cái bữa em nhớ là cái Facebook ổng là Đại Duy Tân. Cái em vô đại thấy hình ổng với là nhỏ đó chụp đám cưới, đi đám cưới. Thì em mới hỏi, anh nói là bạn nhưng mà em không tin. Tại vì bạn mà sao chụp hình thấy nó hơi thân vậy đó. Không tin hỏi thì anh nói anh chỉ vậy không tin thì anh cho gặp mặt. Ý là như vậy đó. Nên là em thấy thôi, anh nói nếu mà gặp mặt chắc không phải đâu. Không phải mới cho gặp mặt xong mà đưa số điện thoại cho em nói chuyện người đó, nhắn tin người đó đó. Thử mà thấy thôi chắc cũng đúng rồi đó nên là. Mà khai thiệt đi là có cái gì với mấy cái cô kia không? Không có gì hết, tại đồng nghiệp mà. Có đi chơi riêng gì, cà phê, cà phá, ăn uống gì chưa? Có thì khai ra. Dám khai. Không có. Giờ khai mới căng đó. Mà yêu nhau lâu như vậy sao các bạn không tính cái chuyện là về chung nhà để đỡ yêu xa chứ? Sớm chi mà 10 năm tuổi cũng lớn rồi. Do gia đình hai bên đạo á chị. Cũng có khúc mắc nên cũng kéo dài tới 10 năm á. Tại như thế nào? Cụ thể. Ảnh thì cháu nội Đức Tôn, con cháu một nữa. Đó, em thì ảnh là đạo Phật, em đạo Công giáo. Rồi giờ bạn sao, là bạn đi học đạo hay sao? Học xong 4 năm nay rồi. Học xong 4 năm nay sao không cưới liền? Giáo lý không học xong rồi xong về cái đám cưới thì ông nội bắt về làm dâu, bắt về nhà ở á. Em không chịu. Người ta đã đi học đạo theo mà đạo mình rồi, mình còn không chịu đi về làm dâu nữa. Ông đại gia đình cũng gọi đại gia đình mà. Nó ở. Nên là em không thể được. Ngại đúng không? Nên biết là đang ở chung tập thể nó cũng khó khăn. Giờ giải quyết được vấn đề đó. Giờ thì giải quyết được rồi nên mới đăng ký chương trình. Bây giờ định sau này hai người lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Trước mắt thì cũng khó khăn, tại vì bạn gái làm công việc là thợ ống tóc á. Công việc làm ăn nó cũng hơi tốt. Dự định hết năm nay sang năm cưới thì cũng ở xa nhau thời gian nữa. Rồi, cưới xong vẫn ở xa nhau một thời gian nữa. Tại vì tháng 9 em cưới thì trong thời điểm tháng 9 thì làm tóc lúc đó nó cũng vô mùa ấy rồi chị. Nên là em làm cho hết cái năm đó. Rồi cũng sẽ về nơi của bạn trai ra. Nơi em về đó thì mướn nhà ở thôi chứ còn về nhà chung thì không về. Hiện tại là bây giờ gia đình mình là chuẩn bị tới ngày đám cưới thì còn có những khó khăn gì nữa không? Về kinh tế, về mọi thứ là chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Tụi em chuẩn bị xong rồi chị, cái đó là hai đứa em tự lo. Là tại cũng hai người tự lo đúng rồi, mình 35 tuổi hết trơn rồi tự lo hết rồi. Đâu cần thủ làm liền làm lẹ luôn á chứ. Yêu xa 10 năm nó thời gian nó lâu, nhưng thật sự cái thời gian mà ở gần với nhau thì nó cũng không có nhiều. Đúng rồi. Mình đã hiểu hết được cái tánh tình của nhau chưa, hay là mình có muốn đối phương phải thay đổi điều gì nữa không? Như bạn gái em á thì tánh nó nóng, nói chung là thấy cái gì mà bất bình cái là phản ứng lại đi, thì nói chung là mình cũng phải kiềm chế lại xíu xíu. Còn anh thì tính anh hiền nhưng mà cọc,
tính tình thì cọc cằn, mà có một cái là nói chung em mà em thích thì cái gì phải nói chứ đừng có để trong bụng. Ví dụ ông gồm em cái nào nó cái đó, ông gồm 10 chuyện ông nói ra 1 chuyện. Ừ. Em thích tánh vậy, còn hiền thì em thích cái bản tánh ông hiền ổng thôi. Nói chung em quen 10 năm nãy chưa vợ ông lớn tiếng em ấy. Quen 10 năm chưa, dạ, chưa lớn tiếng bao giờ. Còn ví dụ giận quá thì nóng quá thì anh im rồi anh đi thương ba mẹ em đi về. Ừ. Chứ chưa bao giờ mình quay lại nói em tiếng nào á, chưa bao giờ có. Bây giờ là học giáo lý hôn nhân rồi xong xuôi hết rồi đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ là bạn này thì theo bên đây rồi thì coi như không là... em thì đạo nó giữ. À. Nhưng sau khi mà cưới xong là đạo ai đó giữ. Rồi con cái thì sau này thì sẽ theo đạo của ai? Thì nó lớn là nó sẽ tự quyết định. Tự quyết định. Nó lớn tự quyết định. Em thì nói chung là ông nói vậy chứ quyền quyết định là do em hết. Trời. À, quyền quyết định là do em. Sao vậy? Anh nói là quyền quyết định nó là lấy em, quyền quyết định con là anh dường quyền cho em đúng không? Chết rồi, bây giờ gần đám cưới mà còn tranh cãi nữa là coi như vấn đề đã tư tưởng là chưa có đã thông với nhau. Không, thông rồi, tự nhiên anh nói vậy. Chứ thông rồi, em, ông quyết định, có ba ông ở đó luôn mà. Ba mẹ em luôn là quyền quyết định là thuộc quyền em. Nói rõ ràng rồi, ủa sao bữa nay lên đây anh lật kèo anh? Đây cái tự nhiên nói vậy. Nói cho nó hòa đồng hai bên thôi chứ. Hòa đồng, nhưng mà trước mắt ba với mẹ em gặp ba mẹ anh nói đâu sao thì anh phải nói đúng vậy. Rồi, chương trình có ba mẹ đang coi ở nhà nữa đó. Đúng rồi, này có anh chị đang ngồi đó. Rồi, đúng rồi, quyết định. Anh nói là, anh nói sao? Con xin ba thì em sẽ quyết định. Rồi. Đó, cũng có vừa gì đâu. Không, hấp phào nhẹ nhõm thôi. Thật ra thì hai bạn thì quá trưởng thành rồi. Chị Tường thì cũng không dám khuyên gì nhiều. Chỉ mong là đó, ví dụ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt, phụ nữ người ta rất là rõ ràng. Muốn cái gì đâu ra đó rõ ràng. Đàn ông thì cứ hay ủm ở với cho qua chuyện, với cái dạng kiểu giống như là mình cứ nói vậy cho xong, còn sau này là mình còn tính có âm mưu lật kèo nữa, tính sao á, kiểu dạng vậy. Không có được nha, phụ nữ một là một, hai là hai. Mình cũng không lấn lướt chồng mình, mình cũng lắng nghe nguyện vọng của chồng mình. Và ngược lại, chồng mình khi đã hứa hẹn và phải cố gắng phấn đấu để làm một cái bờ vai vững chắc cho cái người vợ của mình nương tựa, thì hôn nhân nó mới vững chặt được. Hôm nay hai bạn còn muốn nói gì với nhau nữa không? Tặng em. Cảm ơn anh. Sẽ luôn ở đây, nơi tim. Em cảm nhận như thế nào? Trong lòng của bạn hiện tại như thế, cảm xúc như thế nào về tình yêu này? Em thấy cảm động gì à? Anh đã làm điều hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh. Cố gắng nha anh nha. Cố gắng thật nhiều nha hai bạn. Đoạn đường phía trước cũng còn rất là nhiều chông gai, sóng gió, khó khăn. Nhưng mà luôn luôn bên cạnh nhau. Chúc hai bạn sẽ còn nhiều cái 10 năm nữa cùng với những đứa con trong mái ấm gia đình của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Và các bạn sẽ có khả năng để đem về cho mình những cái phần quà sau đây. Đầu tiên chúng tôi có một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Và một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom & Baby Casting. Ngoài ra chúng tôi còn có một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và chúng tôi còn có 3 bình sữa Yêu Là Cưới để chờ đợi các bạn ở phía trước. Và các bạn sẽ nhận về cái gì? Đó là tùy vào các bạn thôi. Quay, lấy được chiếc bình sữa. Nhẹ nhàng quá, cặp này quay nhẹ nhàng quá. Xin được chúc mừng hai bạn sẽ nhận về cho mình là một bình sữa đến từ chương trình Yêu Là Cưới. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Quý vị hãy đón xem vào Yêu Là Cưới vào tuần sau vào lúc 15 giờ trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và nếu như cặp đôi nào muốn đăng ký tham gia thì hãy lên fanpage của chúng tôi đăng ký các bạn nhé. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin chào, hẹn gặp lại quý vị.